Vâng, hiện tại thì chúng tôi đang có mặt tại nhà báo phẩm ở tại cô đọc cho cháu xin địa chỉ đây nhỉ? À, 80 Hải Thành. 80 Hải Thành. Số 80. Số nhà 80, phường Hải Thành. Kính. Huyện Dương. Quận Dương Kính. Thành phố Hải Phòng. Vâng. Thì ấm ngọ. Vâng, và xuống và bàn giao cho gia đình là một cái bộ bàn ghế sofa góc và một chiếc kệ tivi. Đây, hôm nay hiện tại đang là buổi sáng của ngày mùng 9 tháng 4 năm 2021. Đây, quý vị nhé. Thì ta đến và bàn giao gia đình đây. Thì do đơn đặt hàng của anh Hoàng đúng. Và hiện tại là anh đang công tác bên nước ngoài. Thì hiện tại là đang gia đình nhận đó. Thì tôi quay lại một cái video clip làm một kỷ niệm với gia đình, cũng như là gửi lại anh là chúng tôi đã bàn giao xong cái bộ sản phẩm này cho gia đình rồi. Đây, trước mặt quý vị là gia đình cũng như là cái không gian phòng khách đây quý vị nhé. Đây, ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh rất là đẹp. Đây, bộ ghế này bao gồm có 6 món này. 6 món này, một băng dài này, một bàn này, một đôn và ba ghế đôn. Ở bên này chiếc kệ tivi. Quý vị này có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Và xưởng có địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại là 0987 50086. Website là đồ gỗ tùng8.com. Ok mọi người.